Rồi mình tiếp tục quay con 05 Lữ Hoàng hút qua lộ các bạn ơi. Trình không có kéo rồi dữ. Dạ. Sao không ai làm rồi không rửa luôn nè. Không rửa cái cho sạch. Đi nhanh quá trời. Thấy đường xình chạy từ từ thôi. Đây lúa trúng không cô? Mừng chưa? Hôm nay nó ai trúng đều đồng chưa bê, chỗ nào trúng chưa? Tháng 3, tháng 4, tháng 2 không? Tháng 2 mấy? Bốn bịch kìa. Mà nó bốn năm chín đô à. Kêu ổng cửa cái nó sạch. Ngập ngậm lục bình á rửa. Ba bánh sợ chợt hả?
Gấp lục bình rửa á, gấp lục bình cái con lửa thịt bon à. Rồi mình xin kết thúc video nha các bạn. Hẹn các bạn những video tiếp theo nha.